Hồi ký tác giả lính trinh sát D2 E143 F315 Đoàn xe Jin 130 đưa chúng tôi từ quân trường An Sơn Nghĩa Bình ngày ấy nơi vùng quê đất mẹ Thanh Bình băng về hướng Tây theo trục lộ 19 Vượt qua vùng Tây Nguyên đầy nắng gió bụi mù của đất đỏ ba gian bầu trời trong xanh cao vợi những tia nắng mùa hè oi ả mang theo những cơn gió rừng khô khốc hắt thẳng vào những khuôn mặt cháy sạm của những người lính tân binh chúng tôi vừa trải qua những tháng ngày rèn rũa nơi thao trường huấn luyện đoàn xe vẫn lao đi dưới cái nắng oi bức chúng tôi im lặng chẳng ai nói với ai lời nào mỗi người mang một niềm vui tâm sự xa xôi đứa thì đưa mắt nhìn về nơi chân trời vô định đứa thì cúi mặt ôm chiếc ba lô mang nỗi buồn không tên nào đó đứa thì mặt mày đỏ lừng mệt mỏi tựa vào vai đồng đội còn tôi thì cố nhìn phong cảnh quê hương đầy luyến nhớ biết rằng mai đây trên chiến trường khắc nghiệt sẽ chờ đón chúng tôi chiến trường chỉ có hai từ thôi mà lòng tôi hồi hộp lo âu những trận đánh oai hùng những chiến công oanh liệt những cuộc chiến đầy bi thương máu và nước mắt của lớp cha anh mà tôi đã từng đọc trong sách vở giờ đây đến lớp chúng tôi lên đường để viết tiếp những trang sử còn giang dở của thế hệ cha ông đi trước bao suy nghĩ trong tâm tư cứ ẩn hiện như từng thước phim quay chậm xen lẫn nỗi nhớ nhà bao la tôi nhớ ba tôi ngày ngày cuốc bẫm cày sâu chăm từng mảnh ruộng vườn khoai nhớ mẹ tôi còng lưng vai gánh bán buôn nuôi đàn con khôn lớn, chưa kịp báo đền ơn cha nghĩa mẹ, nhưng nợ nước chưa tròn, tôi lên đường chiến đấu bảo vệ quê hương. Nhớ như in những tiếng cười rộn rã của bạn bè trang lứa khi cắp sách đến trường với bao kỷ niệm buồn vui, đào lộn tâm tư. Thỉnh thoảng chiếc xe trồm lên nảy bật bởi những ổ gà trên đường làm tôi cắt ngang dòng suy nghĩ. Hoàng hôn dần xuống mặt trời như chiếc vung đỏ rực đang dần khuất xa những cánh rừng. Đoàn xe vẫn băng lao nhanh về phía mặt trời lặn như muốn đuổi kịp với thời gian. Bóng đêm cũng đã phủ xuống, đoàn xe vẫn nối đuôi nhau xuyên qua những cánh rừng tự bao giờ. Đồn biên phòng 23, đây là đồn biên giới Việt Nam Campuchia. Chúng tôi được dừng quân nghỉ ngơi, lần đầu tiên bước xuống xe ngắm nhìn cái biên giới nó ra sao. Tôi tò mò dòm hỏi nhưng cũng như tôi đám lính tân binh này có ai biết được trong cái tối mịt của rừng già với mấy cái đèn pha của ô tô chúng tôi được hướng dẫn vào nghỉ ở nhà khách quân nhân nghe nhà khách có lẽ ai cũng tưởng là có chăn ấm nệm êm có bàn có ghế có tất cả những nhu cầu của khách tôi cũng bất ngờ vì nhà khách là một lán tranh chỉ cột võng mọi sinh hoạt tắm rửa hay vệ sinh là con suối ở phía cuối trại. Tôi đang ngơ ngác thì có một bàn tay vịn vào vai tôi nói: "Lính mà em, hãy tự lo cho mình." Tôi hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng dạ, làm theo sự hướng dẫn của anh lính kia. Tôi mò mẫm xuống suối vắt khăn lau mặt, lau người, xong trở về treo võng nằm. B3 cho bộ đội nhận cơm. Tiếng ai đó vang lên, rồi tôi cũng nhận phần cơm cùng sáu đồng đội nữa trời tối thui chỉ có cái đèn dầu chỗ mâm cơm chẳng nhìn rõ thức ăn là món gì chỉ biết là rau muống chấm với mắm tương sau này mới biết bữa cơm vậy mà ngon có lẽ cũng đang đói cả ngày nên thấy ngon thôi trời đêm nay không trăng ánh sao rừng treo từng lòm trên cao tắp chúng tôi mắc võng nằm gần nhau các đồng chí không được đi lung tung ở đây rất nhiều mìn sẽ không an toàn cho các đồng chí rõ chưa ôi trước khi đi ngủ mà cũng quán triệt thôi kệ mình cứ ngủ chẳng dám đi đâu cả chưa biết mô tê gì mà nghe nói vậy cũng sợ tái mặt lỡ có mắc tè thì xoay người lại là xong sau bữa cơm sáng kiểu nhà binh chúng tôi được tặng thêm mỗi thằng một nắm cơm vắt lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy cục cơm được vắt tròn vo, cứng ngắc như quả dừa non nho nhỏ, lớn hơn nắm tay một chút. Tôi ngơ ngác, chẳng biết cất vào đâu và ăn với cái gì với cục cơm nguội lạnh như vậy. Mày sao vậy? Không cất đi mà cứ cầm hoài. Tôi còn băn khoăn, chưa kịp trả lời thì anh bê trưởng đưa quân, bảo tôi lấy cái khăn mặt, gói vào rồi bỏ trong túi cóc ba lô. Còn thức ăn có sẵn rồi, nằm ở giữa trong cục cơm, có biết chưa? Giờ thì tôi mới hiểu, và cũng là bài học đầu tiên mà tôi nhớ mãi. Tạm biệt đồn biên phòng 23, đoàn xe tiếp tục cuộc hành trình đưa chúng tôi đi. Đoạn đường như hẹp lại, gồ ghề hơn, nhồi lắc nghiêng trái rồi nghiêng phải. Những cánh rừng rậm rạp bạt ngàn trôi qua trong tầm mắt. Xa xa ở phía trước, tôi thấy những khoảng trống của bầu trời quang đãng và thầm nghĩ có lẽ chúng tôi sắp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng nông thôn đất bạn, có gì khác với quê mình. Cứ sự chờ đợi trôi qua hụt hẫng, hết rừng rậm, rồi rừng khộp. Ôi, những cánh rừng khộp bao la, trùng điệp, nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng trên đường, có một vài đồng chí mang súng đứng chốt vẫy tay, chào đón chúng tôi. Đoạn đường như một con rắn, màu đỏ khổng lồ, uốn lượn giữa rừng hoang vu. Đầu đó có một vài ngôi nhà sàn, xa xa xen giữa những dãy ngô lúa của người dân. Một nỗi buồn vô tận, tôi càng nhớ quê hương xà giết. Tất cả những gì nơi đây, tôi đã thấy hoàn toàn xa lạ và mới mẻ. Chỉ có bầu trời là quen thuộc. Mệt mỏi, tôi nằm ngựa ngắm bầu trời, lướt trôi qua dưới tán cây. Bùng lùng, một thị trấn nhỏ nằm trên đường khi đoàn xe dừng lại tôi tròm dậy, ngắm nhìn tất cả. Hình ảnh đầu tiên tôi thấy là cái bảng hiệu, viết bằng chữ gì mà như run với rắn ngoằn ngoèo. Không hiểu nổi, rồi những người phụ nữ mặc những chiếc xà rông, đi dép lào lẹt đẹt, nước da đen đen, bánh mật. Thấy chúng tôi, mọi người nhìn ngó, chỉ trỏ nói gì với nhau, bằng những thứ ngôn ngữ lạ hoắc. Chúng tôi ăn cơm trưa tại chỗ ngồi, trên thùng xe lần đầu tiên ăn cơm vắt Bẻ đôi cục cơm Tôi thấy ở giữa có nhân là muối đậu Cầm cục cơm mà cố nuốt Nước mắt nghẹn ngào Nhớ những bữa cơm ở nhà mẹ nấu Rồi có những tiếng ai đó thở dài ngao ngắn Uống vội miếng nước Trong bi đông Đoàn xe cũng vội vã lên đường Mặt trời cũng đã bắt đầu ngả bóng Những cái điệp khúc cũ mềm Của những cánh rừng vẫn hiện ra Rồi cái thị trấn nhỏ Bung lung cũng lùi xa mất hút. Chúng tôi vẫn ngồi im lặng trên thùng xe, giao phó sinh mạng mình cho anh tài xế. Chở đi đâu thì chở, lúc đầu còn háo hức, ngắm nhìn, giờ thì ớn quá, chẳng thèm quan tâm đến cảnh vật xung quanh. Chiếc xe dừng lại, trước mắt chúng tôi là một dòng sông rộng bao la, với bờ dốc thoai thoải ra đến mép nước. Đây rồi, dòng mê công, tôi đã từng đọc trong sách vở giờ đây đã hiện rõ trước mắt tôi. Những làn gió chiều mang mát, xua đi những cái mệt nhọc, oi ả suốt mấy ngày qua. Chúng tôi được lệnh xuống xe, chuẩn bị hành quân. Tôi tranh thủ chạy đấu mép nước, khoác khoác vài cái để rửa mặt mũi chân tay. Dòng nước man mát làm sao? Những làn sóng nhỏ lăn tăn, đua nhau vỗ vỗ. Bên bờ đất đầy cỏ dại. Đây là thị xã Sở Tung Trang, những người dân ở nơi đây thấy chúng tôi chỉ đứng xa nhìn ngó thị xã đơn sơ lặng lẽ như những xóm nhỏ ở quê không ồn ào náo nhiệt không xe cộ tấp nập nằm bình yên bên bờ đông của dòng sông thơ mộng chúng tôi lên phà ngang đưa sang sông ngắm nhìn dòng nước mênh mông của bầu trời bình yên nơi đất bạn mà chìm trong suy nghĩ yên bình giả tạo phà cập bến Chúng tôi bắt đầu cuộc hành quân đi bộ theo tuyến đường huyện dọc bờ mê công qua những phung sóc với những ngôi nhà sàn phố huyện Tha La. Trời đã ngả hoàng hôn, chúng tôi hối hả bước đi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến đơn vị, đây là trung đoàn 143. Sau khi điểm danh quân số, tôi được biên chế về tiểu đoàn 2. Tôi lại lên đường hành quân ngược về lối cũ nơi mà bến phà lúc chiều tôi mới đi qua vừa mệt vừa đói, nhưng cũng phải cố bước. Vừa trời tối, chúng tôi vừa về tới đơn vị mới. Quyền vợ lại sang trang chào đón. Đêm nay, bọn tôi được treo võng ngủ ngon lành trong những hiên nhà của các bộ phận thuộc ca bộ. Sau bữa cơm chiều muộn, một giấc ngủ sâu sau những ngày đường mệt mỏi, mặt trời đã lên cao, chúng tôi choàng thức dậy chẳng ai gọi, cũng chẳng có tiếng kèn báo thức như khi còn ở quân trường đơn vị tôi vắng lặng chỉ có một vài đồng chí lính cũ đi qua đi lại chỉ có đám lính mới bọn tôi lao nhau cười nói với nhau tôi hơi ngỡ ngàng mà cũng chẳng biết hỏi ai và chúng tôi sẽ làm gì thế rồi có tiếng gọi tất cả tập trung chúng tôi như thành thói quen ba lô gọn gàng quần áo nón mũ chỉnh tề tuân lệnh đi ăn cơm sáng ồ chúng tôi được bê những thau cơm đầy trắng tinh còn nóng hổi thịt heo tươi cũng đầy tươm tất được các anh nuôi kho nghệ vàng ươm thơm lừng tụi tôi vừa cười vui vẻ lính chiến trường sao lại ăn sướng thế lâu lắm rồi hôm nay mới có được bữa cơm thịnh soạn những cái lo âu mường tượng đã tan biến đầu mất chúng tôi ăn như chưa từng được ăn sao có ngon không tiếng ai đó vừa hỏi tôi quay lại thấy một đồng chí già già nhỏ con mặc bộ quân phục cũ mềm không có quân hàm quân hiệu gì hết bước tới sau lưng cả đám chúng tôi trả lời dạ ngon ạ ông ta cười rồi chắp tay sau đít bước đi tụi tôi ngơ ngác không biết ông là ai chắc là thủ trưởng mình không phải thủ trưởng gì mà ăn mặc quần áo sộc sạch đến vậy hay là đồng chí quân nuôi Cả bọn cãi nhau, phán đoán đủ điều. Nghỉ ngơi xong chừng 10 phút, thì bỗng có tiếng gọi, tất cả tập trung. Chúng tôi nhanh nhẹn, chạy ra phía sân giữa đơn vị. Ai ai cũng hồ hởi, vui tươi trên từng khuôn mặt. Ê, thằng kia! Tôi giật thoát mình ngơ ngác. Cái ông lính già ban nãy, cầm khẩu AK lên đạn cái rẹt, đưa nòng súng lên trời. Bùm! Một phát đám lính mới tụi tôi, mặt mày xanh lét, Đứng im rè. Lão ta đi qua đi lại hồ. Nghiêm. Đằng trước. Thắng. Lão chỉ thắng vào tôi. Thằng kia. Ui. Tôi hồn bay phách lạc. Cái thằng con gái kia. Tôi lý nhí. Dạ. Lão tiến đến. Nắm tay tôi rồi lên cào. Tất cả bên trái quay. Tụi tôi quay dẹt. Theo tiếng mệnh lệnh. Rồi lão hô to. Nhìn bên phải, thắng. Lúc này lão lấy khẩu AK cầm trên tay, đi qua đi lại trước mắt tôi. Lão nói đây là súng thật, đạn thật, không phải như ở quân trường đâu. Rồi lão mở hộp tiếp đạn, ra khoe còn đầy đạn vàng chóe. Lão lại lắp vào, rồi lên đạn lần nữa. Viên đạn văng ra. Lão đi ngang qua, đến bên tay phải, đưa súng lên ngắm. Thằng nào đứng lệch, ra trước hoặc ra sau tao bắn bể ngực. Trời ơi, tôi đứng đầu tiên, tim đập tay run. Lại trời, ông đừng bắn chúng. Ông già rồi, có khi nào ông run tay, bóp cò chúng chúng tôi không? Tôi nín thở chờ đợi. Đoàng, một tiếng nổ vang lên, hú hồn không ai bị sao. Khá lắm, lão khèn tấm tắc. Tất cả ngồi xuống. Tụi tôi ngoan ngoãn như cún con. Một đồng chí quân lực đọc tên từng người, người nào có tên lên theo một đồng chí lính cũ, lần lượt từng người có tên đứng lên cho đến người cuối cùng là tôi, cũng chẳng có tên. Tất cả được những đồng chí lính cũ dẫn về, riêng tôi còn ngơ ngác không có tên trong danh sách. Này, cái thằng con gái kia." Lão chỉ vào tôi. Tôi dạ, em tên là Không được, nói lại. Dạ thưa thủ trưởng em tên lão Qua to đứng nghiêm nghị khuôn mặt dữ tợn ngược với dáng người nhỏ thó của lão báo cáo rõ ràng coi tôi lấy hết sức bình tĩnh nín thở đứng im tôi binh nhất võ hữu thành báo cáo đồng chí thủ trưởng hết có mấy chữ mà đồ cá mối hồi hột lúc này lão mới cười lão ghé tai tôi nói nhỏ những đồng chí lính cũ đứng sau lưng lão rồi chỉ trò về phía tôi một hồi lâu. Sau lão gọi một anh lính cũ, đến dẫn tôi đi bước theo anh lính cũ. Muốn tò mò hỏi ông ấy là ai mà ghê quá, có lẽ đoán được ý tôi. Anh lính nói đó là thủ trưởng đơn vị mình, tên là Ấm, Nguyễn Đức Ấm. Cái tên ấn tượng và hành động cũng ấn tượng không kém. Làm sao tôi quên được? Về đơn vị mới C5 Tôi được các anh lính cũ ở đây rất quý, với tính cách hiền lành, ngoan ngoãn mà nhanh nhẹn, chưa bao giờ cãi nhau hay nói năng hỗn láo với đàn anh. Rồi một hôm cái lão ấm đó xuống thăm đơn vị tôi. Vào một buổi chiều, khi đơn vị đang đánh bóng truyền, lão vẫn đứng chắp tay sau đít. Quan sát một hồi lâu rồi nói với đồng chí Vinh đại trưởng. Xong lão kêu, Ê, cái thằng con gái, vào đây. Tôi ngoan ngoãn tiến đến. Lúc này sao lão trái ngược với mấy hôm đầu gặp tôi. Lão hiền lành, cười tươi, vỗ vai, khen tôi giỏi lắm. À mà mày tên gì hả thằng kia? Dạ em tên Thành ạ. Lão cười gật gật. Thằng Thành con. Có lẽ lão định nói là Thành con gái. Nhưng sao lão lại ngập ngừng. Thế là tôi có cái tên ghép là Thành con từ đó. Mấy ngày sau, các anh lính cũ đi chiến dịch mờ một, xong mới về đơn vị nhộn nhịp cười nói. Tôi lắng nghe mấy anh kể chuyện, những trận đánh vừa qua, những gian truân của các anh đã cho tôi phải tròn con mắt để thán phục. Tôi lân la đến giò ngó, những khẩu cối 60, những trái đạn như trái bắp, tò mò nhìn những khẩu đại liên còn khét mùi thuốc súng. Nhưng các anh hiền lành, vui tươi, chia sẻ, coi tôi là thằng em út của đơn vị có miếng gì ngon cũng kêu Thành con ơi Thành con Tôi cảm thấy vui hơn Một hôm trong bữa cơm chiều Chuẩn bị ăn cơm Có mấy trái ớt nữa là ngon lắm Tôi dạ Mày sang bên kia Xin cái con nhỏ Đang làm dãy kia kìa Mấy trái ớt Tôi vô tư Liền quay lưng đi Định đi nhưng sực nhớ Là mình không biết tiếng Liền hỏi Ơ ờ, mấy anh ơi Em không biết tiếng Dễ ợt Mày cứ nói On xà lanh bon tê Là cô ta cho ngay Tôi ngập ngừng Rồi lẩm bẩm On xà lanh bon tê Ừ cũng dễ hiểu Thế là tôi đi Bỗng thằng Linh lính mới như tôi Vội chạy theo Tao đi với Hai thằng tôi lội xuống một con suối cạn Treo lên bờ suối bên kia Tôi thấy một cô gái khơ me đang cầm cái dao phát bên bờ ruộng Hai thằng tôi tiến đến gần Tôi đi trước thằng Linh đi sau Gần đến nơi tôi quên mất Là nói câu gì Đang cố nhớ Thì thằng Linh trồm đến Lật cái tay ra đọc một mạch xà lanh bon tê Thì ra nó viết trên tay nó Tôi định khen sao mày giỏi thế Cô gái nghe xong vẫn im lặng Không phản ứng gì Nó đọc lại một lần nữa xà lanh bon tê Cô gái tròn mắt, vung cái dao cao lên, nói như quát, đồ cà chớn. Thằng Linh hoảng quá bỏ chạy, tôi cũng định chạy theo, nhưng chân trượt té, nằm sõng xoài bên bờ ruộng. Ôi chết rồi, cô ý mà chém một cái, thì làm sao đỡ nổi. Nhưng cô gái ấy thấy tôi té, đứng che mặt cười. Tôi bất ngờ, câu nói tiếng Việt rất rõ ràng, đồ cà chớn. Tôi vội vàng díu dít xin lỗi xin lỗi cô tôi không biết tiếng mấy anh em kêu tôi qua xin ớt cô gái cười hồn nhiên anh chờ chút tôi hú hồn tim đập chân run may mà cô ấy hiểu thế rồi cô vào nhà lấy cho tôi nắm ớt tôi cảm ơn rồi vội vã chạy về thằng linh chạy về trước mặt mày không còn chút máu tôi chạy về sau quần áo lấm lem vì bị té ôi mấy anh lính cũ được một phen cười vỡ bụng. Giỏi ghê, biết nói cả tiếng miên luôn cơ đấy. Thấm thoát thời gian cũng trôi qua chừng một vài tháng. Một hôm tôi gác, cái vọng gác là một ụ mối xa xa cách khu nhà của đơn vị khoảng chừng 50 mét. Đêm nay trời trăng sáng tỏ, từng vì sao lẻ loi cô đơn trên bầu trời, soi sáng xuống những khoảng rừng âm u mờ ảo dưới màn sương đêm. Ngồi ôm súng mắt không ngừng quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Hai cái tai như dựng đứng lên để nghe những tiếng côn trùng rên rỉ. Gần một giờ trôi qua, bóng trăng trôi qua, các vầng mây bầu trời đêm tối sầm lại. Bỗng nghe có tiếng rù rì, thầm thì như đang nói nhỏ. Hai cái lỗ tai như dựng ngược lên. Tôi lấy cây súng úp cái nón cối lên nòng, đưa lên, nhưng tôi thì nằm dí xuống đất. Tiếng thì thầm lúc gần lúc xa Chói hay là bắn chết Cái âm thanh tôi tưởng tượng Nghe nổi da gà từng lớp Ôm súng lên Tôi vọt chạy Chạy thật nhanh Lao vào nhà Kêu lay đồng đội dậy Mấy anh ơi Dậy 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 Nghe tôi gọi báo động Cả đơn vị tôi lan xuống đất Súng đạn bò ra giao thông hào Tôi thở hồn hển Chỉ về hướng có tiếng thì tầm Hơn 30 phút im lặng theo dõi thì phát hiện hai con chim dụ dị đang đi ăn đêm gọi nhau bằng cái lời thì thầm quái đàn kia tôi cảm thấy hối hận vì đã làm đồng đội mất ngủ một đêm cái kỷ niệm nhớ đời ấy làm sao mà tôi quên được đơn vị tôi đóng quân ở ven rừng gần bên một con suối nhỏ của bìa phum tha la hàng ngày chúng tôi vượt qua con suối vào đến một ngọn đồi nhỏ là cái thao trường của tiểu đoàn tôi tập trận luyện những bài đánh địch phòng ngự trên điểm cao. Cứ chiều đến là đơn vị cử một trung đội đi tuần tra quanh khu vực doanh trại chừng 4-5 km, rồi quay về trước hoàng hôn đều đặn mỗi ngày. Một hôm, cũng trong cái thường lệ ấy, sau khi thực hiện nhiệm vụ xong, trên đường về đơn vị, cả B đi tuần tụi tôi có ghé vào một cái nhà sàn của người dân, nằm cô đơn giữa một mảnh ruộng dưới một gốc me già cổ thụ. Mấy anh lính cũ hình như đã thân quen với gia đình này lắm Rất tự nhiên họ cười nói Tôi nghe cả tiếng Việt và tiếng Khmer lẫn lộn nhau Rồi những tiếng cười giòn rã đùa giỡn với các cô gái ở trong nhà Còn tôi vừa sợ, vừa bỡ ngỡ nên không dám vào nhà Mà chỉ đi loanh quanh ở dưới đất Rồi đứng ngắm trời đất xung quanh Thanh! Tôi giật mình khi có người gọi tên Vào đây chơi! làm gì mà đứng buồn vậy bộ nhớ người yêu à dạ thôi được rồi để em canh gác tôi biện hộ gớm không có mày cảnh giới chắc mấy thằng anh mày chết rồi à tôi sợ mấy anh la nên leo theo cầu thang bước vào nhà ngồi khép nép bên cái cửa xin giới thiệu với mẹ với em đây là thành của nhà mình thành con chứ tiếng ai đó vừa nói chen vào rồi tất cả cùng cười lúc này tôi mới dám cúi đầu chào khẽ bà mẹ già người khơ me ngồi phía cuối nhà sau lưng là một cô gái lấp ló có nửa khuôn mặt ngồi nấp vào bờ vai của bà bà ậm ừ rồi nói con tóc thành bà nheo nheo con mắt nhìn tôi rồi quay lại nói gì vào tai cô gái đó à đúng rồi con tóc thành người yêu của em đó phải không pao đúng rồi cả đám lính nhà ta xôn xao kéo tôi vào cho gần chỗ bà cụ và cô gái đó tôi giật mình nhận ra cô gái đó chính là cái cô lần đầu tôi gặp để xin ớt on xà lanh bon tê bị cô chửi là đồ cà trớn mới cách đây vài hôm tôi đỏ mặt xấu hổ rồi bẽn lẽn chạy ra ngoài đứng nấp sau gốc me sau một hồi cười giỡn chẳng ai còn nhớ đến sự vắng mặt của tôi nhưng khi tôi quay vào nhìn thì bắt gặp ngay cái ánh mắt trìu mến của người con gái đó đứng trộm nhìn tôi tự bao giờ sau cánh cửa thời gian trôi đi cũng khá nhanh mới ngày nào đặt chân lên vùng đất lạ này đã gần ba tháng hàng ngày chúng tôi vẫn hay đi qua lại chỗ này rồi một hôm tôi được phân công chốt giữ cái thao trường và ban đêm cùng một tiểu đội khi đơn vị về doanh trại hết thì bọn tôi ở lại tuần tra quanh thao trường rồi về điểm chốt. Tôi chợt nhớ, họ là hôm nay quên đem cái tấm đắp nên vội chạy về doanh trại để lấy, vừa chạy được qua trước cửa nhà cô gái đó. Bon, Bon Thành. Tôi dừng lại. Bao kêu tôi à? Chứ còn ai nữa? Bon đi đâu vậy? Tôi nói mình đi công việc. Có thể ở đây chơi được một tí không? Trời, Sao cô này nói tiếng Việt giỏi thế? Nói như những cô gái Việt thật sự, làm tôi vừa ngỡ ngàng, vừa tha thiết những dư âm của thời bạn bè nơi đất mẹ. Tôi không nỡ lạnh lùng, với cái ánh mắt nhìn đầy lưu luyến, tôi gật đầu. Cô gái vẫy tay ra hiệu tôi vào nhà. Tôi bước theo cô vào nhà, trời cũng bắt đầu tối. Bon à, Bon biết tại sao mẹ thương Bon nhiều không? Tôi cũng bất ngờ với câu hỏi ấy. Tôi chỉ im lặng rồi lắc đầu. Ngày trước hồi năm 79, 80 gì đó, ngày mà con top Việt Nam đánh đuổi bọn Pốt, cũng ở đây có một đơn vị của bộ đội Việt Nam đóng quân. Có một người cũng tên Thành, giống tên của Bon, đã cứu giúp mẹ và gia đình thoát chết trong gang tấc. Rồi mẹ hứa mẹ sẽ gả con gái cho Bon Thành. Mẹ nói với em phải học tiếng Việt cho thật giỏi, sau này sẽ lấy chồng là con tốt thành Việt Nam. Mấy tháng sau, mẹ nghe tin Bon Thành hy sinh ở Ta Beng, mẹ buồn và khóc rất nhiều. Này nghe mọi người nhắc đến tên Thành, mẹ nhớ. À thì ra là vậy, tôi được hưởng sái cái tình cảm của bà và em Paul cũng vì trùng với cái tên thôi. Mà tôi cũng cảm nhận được cái tình cảm rất chân thật của một con người đã luôn nghĩ về người yêu mình. Tự nhiên tôi thấy gần gũi sau những lời tâm sự của cô gái. Anh chỉ giống cái tên, chứ có giống người đâu phải không Bon? Không, Bon và Bon Thành giống nhau nhiều lắm. Chắc là cô mường tượng thôi, chứ làm gì giống nhau. Ngồi nói chuyện có chút xíu mà đã hơn cả tiếng đồng hồ. Ngoài kia trời cũng đã tối từ bao giờ. Ánh trăng treo cao soi rõ cả một khoảng sân nhà. Tự nhiên hôm nay trong nhà có một nam, một nữ ngồi nói chuyện. Tôi thấy ngại vô cùng. Giả vờ đứng dậy ra ngắm trăng, rồi hai đứa bước xuống sân nhà. Bon ở Việt Nam có người yêu chưa? Bất ngờ cô hỏi tôi. Tôi mỉm cười. Anh chưa có. Bon có muốn lấy vợ ở đây không? Ồ oh, hô, oh, không biết ngày mai sẽ sống chết ra sao mà vợ với trả con nếu Bon không chê Thì em đợi Bon xong nghĩa vụ Mình cưới nhé Trời ơi Tự nhiên hai bờ vai lạnh buốt Nghe mơ hồ Thôi anh về nhà kẻo bị đơn vị kỷ luật Không Bon chờ chút nữa đã Cô níu kéo Chỉ hoãn thời gian Xa xa bà cụ đi đâu trong phum về Vội vã Thấy tôi bà cụ cười tươi Nói một hồi bằng tiếng khơ me Tôi chẳng hiểu mô tê chi hết Cũng cười hì hì phải chờ thông dịch viên là cô gái đó dịch lại tôi mới hiểu hôm nay nhà bà ở ngoài phum có đám rỗ nên bà về muộn có ít bánh đem về làm quà cho mấy đứa trong chốt tôi thấy vui mà cũng lo cái lo vu vơ hoài nghi lòng tốt của người dân đối với người lính chúng tôi tôi từ chối bà cụ lúc nãy tỏ vẻ giận hờn tôi cũng không nhận tôi chào bà vừa quay lưng bước đi thì bỗng bà cụ khóc òa nức nở tôi hoảng quá quay lại bà vừa khóc vừa nói gì trời ơi tôi không hiểu qua lời dịch của cô gái tôi mới hiểu rằng bà lúc nào cũng rất yêu quý bộ đội việt nam bà coi các anh là con của bà mà từ chối món quà đó bà buồn nhiều lắm mà người làm bà buồn nhất chính là tôi tôi lại ôm bà con xin lỗi me con sẽ nhận. Tôi vội vã đi về, khệ nệ từng bước, vai mang súng, vai mang bánh, tay ôm một mớ đủ thứ, không biết cái gì mà nhiều vậy, mà lại nặng thế. Chạy về đến điểm chốt, tôi kêu tất cả anh em lại và kể đầu đuôi câu chuyện mà tôi có được món quà này. Cả bọn tôi cười hớn hở, mở vội ra xem, những cái bánh giống bánh tét ở giữa là nhân chuối, to bằng cổ tay, gói trong lá chuối rồi cơm nếp với thịt ếch xào. Cả bọn xúm lại ăn ngon lành, còn tôi không dám ăn, chỉ ngồi suy nghĩ lung tung. Những hoài nghi vẫn theo đuổi tôi, luôn cảnh giác, lỡ nó giả bộ cho mình ăn khi đó có bỏ thuốc độc hoặc thuốc mê gì trong đó. Nghĩ đến đây thì nổi da gà. Được được, thằng này khá lắm, ngày mai cho mày đi tiếp. Tôi thì lo xa còn mấy cha nội này thì vô tư vậy Thoáng cái đã hết sạch Rồi cười khà khà với nhau Thấm thoát Thời gian trôi qua cũng khá nhanh Hôm nay đơn vị chuẩn bị Một cuộc hành quân truy quét Lần đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ Tôi ba lô súng đạn lên đường cùng đồng đội Tôi mang khẩu AK hai quả lựu đạn cùng năm băng đạn Lương thực cho 10 ngày hành quân Buổi hành quân đầu tiên trong đời Mang nhiều âu lo Tôi đi theo đội hình bộ binh và chỉ biết đi cho kịp đồng đội đi trước và đi đến đâu rồi khi nào về. Trong tôi chỉ là con số không tròn trĩnh Tôi chỉ biết tuân lệnh người chỉ huy như một cái máy. Một ngày đường hành quân xuyên rừng dưới trời mưa tầm tã rồi đơn vị dừng chân bên một bờ suối. Tôi được phân công nằm canh gác ở một góc rừng. Đồng chí Thành có nhiệm vụ cảnh giới từ ụ mối bên trái theo hướng tay tôi chỉ đến cái gốc cây bằng lăng kia Đồng chí rõ chưa? Rõ ạ. À. Sau sự phân công của đồng chí tiểu đội trưởng, tôi ngoan ngoãn tuân theo như một cỗ máy. Đầu tiên tôi chọn cho mình một chỗ để vừa quan sát phía trước, vừa có thể đề phòng thủ cái gáo lỡ có thằng post nào đó phát hiện nó tỉa là coi như xong. Mỗi người cách nằm xa nhau khoảng 10 mét. Tôi treo võng nằm thấp lè tè, ngang với mặt cỏ của rừng khộp mùa mưa. Cái tăng của tôi cũng không dám căng lên khi trời còn sáng vì sợ tụi pốt nó phát hiện. Tôi ngồi co do ôm cây súng, mắt thì láo luyên, dòm ngó. Con mỏng cắn cũng không dám đập mạnh. Đợi trời tối mịt mới dám căng lên. Đêm đầu tiên ngủ rừng sợ lắm. Sợ rất nhiều thứ. Mỗi đứa nằm cách xa nhau không dám ho, không dám bước chân xuống đất vì sợ rắn rết. Nằm cứ phập phồng lo lắng xa xa là tiếng hổ gầm sợ mình ngủ quên rồi điều gì đến sẽ đến khi ngày mai nó có còn nhìn thấy ánh mặt trời hay nữa không và giờ đây sao mình ước mơ được bình an được nằm trong ngôi nhà ấm áp tràn đầy yêu thương của gia đình được nói chuyện được cười vui sao mà nghe xa xôi quá suy tư miên man cứ dặn lòng là không được ngủ phải cố gắng lên ôi nói thế mà tôi cũng thiếp đi từ lúc nào. Tôi giật mình tỉnh giấc thì trời cũng vừa sáng. Mỉm miệng cười, thầm cảm ơn trời đất đã che chở cho con một đêm bình yên. Rồi những ngày tiếp nối trôi qua. Hôm nay đơn vị phải hành quân vượt sông. Chào ôi, nhìn xuống dòng sông nước chảy quần quận đục ngầu. Cái bờ xa lắc ở bên kia. Không ghe cũng chẳng thuyền. Đồng đội tôi lần lượt cởi áo quần, ba lô đạn dược lên một tấm tăng mưa, rồi cột lại nhảy ùm xuống bơi qua. Cây súng gác chiếm trệ trên cái tăng mưa, như cái bệ tì chiến đấu. Tôi cũng bắt trước làm theo. Ôi, cũng hay đấy nhỉ. Ba lô đạn dược đùm lại trong cái tăng mưa. Giờ thì nổi lênh bênh như cái phao. Ta chỉ việc gác cây súng lên trên là bơi được. Rồi đâu có mất nhiều sức đâu. Lần đầu tiên ấy, hết cái bơ ngỡ này đến cái bơ ngỡ khác làm sao tôi quên được. Rồi một ngày nọ, mấy anh rủ tôi đi đảo măng khộp, về cải thiện. Thành à, mày chuẩn bị quốc sẻng, đi đảo mang khộp nhá. Dạ. Tôi hào hứng, thầm nghĩ cây khộp này mà cũng có măng ư. Mà măng nó ra sao nhỉ? Bao suy nghĩ cộng lại, với sự tò mò, tôi rất phấn khởi. Nhưng em không biết, mấy anh chỉ em nhá. Ừ, tao chỉ chỗ nào Mày cứ đào chỗ ấy là nó lên thôi Tôi đi cùng hai anh lính cũ Ra tuốt bìa rừng xa xa Ngoài doanh trại Đây này, mày đào chỗ này nhá Anh chỉ vào gần một gốc cây khổp to Rồi giả bộ đi lòng vòng Dòm dòm ngó ngó Mấy gốc cây khác Tôi chăm chỉ vạt cỏ Cắm cúi đào rất nhiệt tình Được một cái hục khá to Mệt quá tôi chống cái cuốc hỏi Sao em không thấy cái măng nào hết vậy anh Ừ chắc cây có cây không Vậy mày qua đào cây này xem nào Hy vọng là cây này có Tôi vô tư Vẫn nhiệt tình đào tiếp Đâu biết rằng hai cha nội kia Đang mỉm miệng cười gạt tôi Thôi chắc không có đâu Mình đi kiếm cái khác đào Chứ đào măng thì cực quá Tôi hơi hụt hẫng Nhưng cũng dạ Vì cũng muốn thấy được măng khổp nó ra sao Mày lại chỗ đằng kia đứng cảnh giới cho anh để anh đào cho. Tôi ngoan ngoãn ra đứng đầu kia cảnh giới. Trời ạ, à, hai cha nội kia dụ tôi ra đó đào lỗ, xong hai cha ngồi ị. Tôi giận quá, bỏ về một mạch mà không nói không rằng. Mới hôm sau, tôi giận không nói. Cuối cùng hai cha nội lại năn nỉ rồi xin lỗi tôi bằng một đêm gác thế để cho tôi ngủ. Mới đó mà cũng hơn nửa năm trôi qua rồi. Hôm nay tôi thấy mệt cảm giác ấn lạnh chạy dọc sống lưng chắc tôi bị sốt rét những cơn sốt rung người bần bật những cái lạnh khủng khiếp từ trong xương thịt cái nóng hầm hập ngoài da ăn được miếng cơm là ói đến lòi cả mật xanh qua cơn sốt cái miệng nó đắng vô cùng đến ngày thứ bảy từ khi bắt đầu sốt tôi mê man rồi nói sản nói linh tinh tôi bị sốt rét ác tính đến không còn biết gì nữa tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ở bệnh xá trung đoàn với chai nước biển treo lủng lẳng ở đầu giường. Cơn sốt qua đi, người tôi giờ giống như tàu lá chuối. Tưởng chừng chỉ cần một cơn gió là cũng ngã quỵ. Lẹo vẹo, liêu siêu, mỗi ngày vẫn phải bị vạch mông chích thuốc. Trời, thấy cái mũi kiêm là hết sốt luôn. Nó to mà lại còn dài khoảng 50cm. Phập một phát vào mông, cùng tiếng nói của mấy vị bác sĩ co chân lên thuốc chạy vào nghe nhức buốt cả người tôi dáng chịu cười ra nước mắt nhìn đồng đội tôi bên cạnh cũng có khác gì tôi đâu tuổi mới mười chín đôi mươi mà như ông già chống gậy đi lom khom hai hàng hai tuần nằm viện cũng trôi qua nay tôi được xuất viện về lại đơn vị một mình khoác chiếc ba lô lép kẹp tôi vội vã về đơn vị con đường như trải dài theo những bước chân vắng lặng uốn lượn dưới những cành lá rừng khộp trở về đơn vị sau cơn sốt rét kinh hoàng vài năm viện tôi trở về ốm yếu xanh xao anh em trong đơn vị rất yêu thương cuộc đời lính chiến quanh quẩn với cơm gạo mục nước muối gạo rang, mắm kem rau muống xào, có chút mì chính nữa là xong lâu lâu có anh em đi săn bắn được con trồn hay con gà rừng về cải thiện đều nhường cho tôi phần ngon những tình cảm thân thương của đồng đội làm sao phai mờ trong tâm trí tôi của một thời binh nghiệp rồi một hôm tôi được đơn vị cử đi học lớp trinh sát của đại đội tôi được chọn cũng vì vừa nhỏ con lanh lẹ vừa gác bút nhà trường chưa vướng bận yêu đương tôi nhận nhiệm vụ mà không hề đắn đo suy nghĩ vô tư và hồn nhiên đâu biết rằng cuộc đời của người lính trinh sát đầy hiểm nguy gian khổ gấp mấy lần hàng ngày tôi lên tiểu đoàn bộ cùng bộ phận trinh sát học lý thuyết địa bàn bản đồ cách đắp một xa bàn nội học cách đánh võ cách bắt tù binh cách tiếp cận mục tiêu rồi được về trung đoàn học bồi dưỡng cách bắn tiểu liên bắn găm bắn gần đánh sáp lá cà thật hấp dẫn thu hút sự vô tư của tôi trong từng môn huấn luyện tôi đâu biết rằng đây là những bài học thực tế sau này mà sắp tới đây tôi phải trải nghiệm khi hành quân là đi trước để dẫn đường cho đơn vị vì mình biết qua bản đồ qua tham mưu tác chiến cùng bộ chỉ huy hành quân tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn chững chạc hơn khi bàn bạc với cấp chỉ huy xác định điểm đứng xác định tọa độ phương hướng hướng nào là địch hướng nào là ta khoảng đường xa hay gần những người lính trinh sát phải nắm rõ tôi được trang bị khẩu AK báng gấp mới toanh. Từ đây, nó và tôi đã trở thành một đôi bạn thân, không thể tách rời nhau trong suốt cuộc đời quân ngũ. Thời gian vẫn êm đềm trôi. Hôm nay cả đơn vị chúng tôi chuẩn bị hành quân lên đường chiến dịch. Sáng tình mờ, trời vẫn còn chưa sáng rõ. Chúng tôi được mệnh lệnh hành quân di chuyển. Cả đơn vị lặng lẽ ba lô súng đạn lên đường. Không lời từ biệt, chẳng có phút chia tay chỉ có tiếng những bước chân xào sạc khi màn đêm vẫn còn bao phủ dưới bầu trời âm u đầy sương lạnh tạm biệt nhé tha la chúng tôi bắt đầu cuộc hành quân xuyên rừng đến khi trời sáng chúng tôi cũng vừa ra đến con đường đất đỏ trải dài theo những cánh rừng khộp mênh mông con đường vẫn dài tít tắp theo những bước chân mỏi nhừ với ba lô nặng trĩu trên vai của từng đồng đội bao lần dừng nghỉ, rồi cũng bao lần đứng lên đi. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng đầu mùa như thách thức, như đua tranh với từng bước chân của chúng tôi. Mồ hôi nhễ nhại, có chuyện đằng sau, nghỉ. Chúng tôi chỉ có trông chờ cái mệnh lệnh đó. Tất cả chúng tôi đều đặt ba lô xuống, ngồi thở dốc. Đứa thì lấy nhành cây phất qua phất lại, làm quạt. Đứa thì lấy nón, lấy mũ, quạt lấy quạt để. Tôi mệt quá, ngồi bệt xuống vệ đường. Bỗng nghe tiếng chửi. Đê mẹ, mày muốn chết à? Rồi tiếng lên đạn dẹt dẹt. Bùm, một tiếng súng vang lên. Tôi quay lại nhìn về phía sau, thấy thằng trưởng đứng lên, tay xách cây súng, tay cầm cái ba lô, rồi lảo đảo ngã khụy xuống mặt đường. Mới đầu ai cũng tưởng rằng, có lẽ đồng đội bị say nắng. Ai ngờ nhìn thấy dòng máu nóng chảy ra trên ngực áo. Ông Vinh bắn chết thằng trưởng rồi. Ai đó là lớn lên, cả đơn vị nhốn nháo. Nhưng cũng lại vào trật tự ngay. Tất cả các anh chỉ huy từ A cho đến C, D đều làm công tác tư tưởng để chấn an bộ đội. Ôi, cái ông Vinh đại trưởng lúc này hùng hồn chửi bới, cầm súng đe dọa. Giờ tôi thấy rõ sự hối hận của ông với cặp mắt đỏ hoe, ứa lệ. Ông lấy súng đập vào đầu mình bôm bốp. Sự hối hận muộn màng đã làm một đồng đội vĩnh viễn ra đi. Ông đã tự tước đi cái quyền sống của người đồng đội và tự tước đi cái quyền đại đội trưởng và quyền tự do. Ông đã bị vệ binh còng tay ngay sau đó dưới con mắt miệt thị của bao người. Cuộc chiến đấu với quân thủ chưa bắt đầu mà đã có hy sinh. Một nỗi buồn vô tận len lỏi trong tâm tư cả đơn vị lại tiếp tục cuộc hành quân. Không ngừng nghỉ, vội vã, u sầu. Rồi chiều đến, đơn vị dừng chân nơi ven đường. Chúng tôi phải vào tận sâu bên trong đường, chừng 100 mét để đào công sự. Vừa mệt vừa đói, mà phải đào hố chiến đấu cá nhân. Vì an toàn cho bản thân, phải cố gắng, mặc cho mồ hôi nhễ nhại. Tôi tự động viên mình. Gần một tuần trôi qua, chúng tôi đã đến được đầm rây nơi đây là khu vực tập kết chuẩn bị mở màn chiến dịch giải phóng ba biên của toàn quân khu có dòng sông sa bâu khúc cạn khúc đầy ngoằn ngoèo dưới những cánh rừng già chia đôi biên giới giữa lào và campuchia đơn vị tôi đóng quân tạm thời dọc theo đường bờ sông cạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến đầy cam go ở phía trước đơn vị được dừng quân tập kết bên dòng sông sa bâu để làm công tác chuẩn bị cho trận đánh lớn vào những ngày tới chúng tôi chỉ biết ngày và đêm còn ngày nào tháng nào thì tôi không hề hay biết nhưng tôi nhớ hình như gần cuối năm rồi mùa khô cũng sắp bắt đầu bởi những con suối nhỏ chảy vào nhánh sông đều khô cạn tụi lính nhà tôi còn tranh thủ be bờ tạt cá để cải thiện bữa ăn vào một ngày đẹp trời buổi sáng bình minh mặt trời vừa lấp ló ở chân trời xa xa nơi quê hương yêu dấu của người lính chúng tôi, vừa ló dạng, mỉm cười, chào đón những đứa con xa xứ đang chuẩn bị vào cuộc chiến. Hối hả âm thầm, bận rộn. Toàn đơn vị chúng tôi, cả mặt trận năm 79, đầy đủ các binh chủng, đều tập trung về đây, đầm rây, làm lễ gia quân giải phóng vùng ba biên chiến dịch K1. Tôi nhớ như in từng động tác chào của đồng chí Phạm Tấn Bá phó sư đoàn trưởng sư đoàn 315 báo cáo với đồng chí thủ trưởng Nguyễn Trơn tư lệnh quân khu toàn đơn vị sẵn sàng chờ lệnh tôi đứng xếp hàng sau đồng chí trung đội trưởng trước mặt tôi là dàn cao xạ chiếm trệ hiền ngang và nghiêm trang nghe lời tuyên thệ thề quét sạch lũ tàn quân Pol Pot trên vùng đất Ba Biên sau lời thề phát biểu và mệnh lệnh hành quân do tư lệnh phát ra một chàng cao xạ 12 ly 7 rền vang, rồi những chiếc xe tăng gầm rú phun khói mù mịt nối đuôi nhau. Những xe kéo trọng pháo 105, 85, 37 ly lần lượt xuất quân. Chúng tôi bắt đầu hành quân trong đoàn quân nhộn nhịp, những chiến xa cứ lướt qua bụi mịt mù, còn chúng tôi vẫn đi bộ hàng một dài tít tắp bên vệ đường. Qua trưa rồi đến chiều, những cảnh nhộn nhịp xe pháo giờ cũng dễ đi hướng nào rồi không biết, chỉ còn lại những người lính chúng tôi im lìm. Cái con đường bụi mù kia giờ cũng chẳng còn xa nữa và xung quanh chỉ im lặng với những cánh rừng già hoang vu. Một đêm trôi qua, sau một ngày đường hối hả, tôi giờ cảm thấy quen hơn, không bỡ ngỡ như lần đầu truy quét, móc tăng mưa trèo võng, làm giá để ba lô rất nhành gọn lại một ngày mới bắt đầu lúc này đơn vị chúng tôi hành quân đi chung với một đơn vị thanh niên sung phong của bạn mới nhìn cứ tưởng là dân vì họ không mặc quân phục họ gùi đạn cõng lương thực phục vụ cho bộ đội ta cũng có con gái con trai nhưng đến hết chiều tất cả họ dừng lại còn chúng tôi đi tiếp trời đã về chiều những tia nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá của rừng già chúng tôi đã bắt đầu tiến vào chân núi như thử thách từng bước chân của người lính nó cứ cao dần cao dần theo từng nấc thang bình độ khung cảnh âm u của núi rừng biên giới thật đáng sợ lặng lẽ âm thầm bí ẩn những hiểm nguy muôn vàn cạm bẫy như đang răng ra trở trực tôi cố bước đi từng bước chân từng bậc đá trời đã tối hẳn không gian như cô đặc Thỉnh thoảng những trái pháo mồ côi của bọn Pốt từ trên đỉnh núi bắn vu vơ. Trái nổ gần, trái nổ xa. Sương đêm rơi dày đặc, lạnh bút người. Trời tối mịt, xòe bàn tay không thấy. Đoàn quân vẫn lặng lẽ leo núi trong đêm. Người sau vịn ba lô người trước. Tôi lấy cái khăn mặt vắt lên ba lô đồng đội phía trước để thấy đường mà bước theo. Đôi mắt mở thật to, cố nhìn để bước mà leo trời càng khuya càng dốc đứng càng treo leo qua từng vách đá thường lắm những anh mang hỏa lực nặng nề cố hết sức những hơi thở phì phò phì phèo qua mõm đá cao há hốc mũi mồm thì nhau thở sương núi ướt đẫm hoa quyện cùng mồ hôi trong đêm khuya lạnh run người lạnh bên ngoài lạnh cả bên trong ở hậu phương có mấy người biết có mấy người nhớ đến những người lính chúng tôi khi họ đang tung tăng dạo phố đang cà phê tiếng nhạc đang trong vòng tay yêu thương có lẽ chỉ có mẹ thôi chỉ có những người mẹ luôn nghĩ về những đứa con thân yêu đang cầm súng chiến đấu để bảo vệ cái bình yên cho nhân dân mẹ ơi con sẽ về trong sâu thẳm đáy lòng con sẽ bình yên sẽ về với mẹ về với quê hương trời càng về khuya đêm càng lạnh buốt sương rơi dày đặc núi càng dốc đứng treo leo từng bờ đá đơn vị tôi vẫn hành quân bám níu tiến lên trong im lìm lặng lẽ thỉnh thoảng từng trái pháo mồ côi của bọn pol pot từ trên đỉnh núi bắn cầm canh vu vơ xoẹt ầm phá tan cái không gian tĩnh mịch những ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt có lẽ giờ này cũng khuya lắm rồi ở quê nhà chắc mọi người cũng đang chìm vào giấc ngủ. Trong vòng tay yêu thương ấm áp của gia đình. Còn nơi đây, những người lính chúng tôi vẫn ba lô súng đạn, đang cố gắng từng bước chân dò dẫm giữa trời khuya. Trời tối mịt mùng, không gian như cô đặc. Tôi vẫn bám theo chân người phía trước. Sau lưng tôi, đồng đội cũng bước từng bước theo tôi. Tôi có cảm giác mặt đất đã bằng phẳng hơn. Đi một đoạn, nhưng đội hình bỗng trùng lại ùn ứ rồi trong im lặng chẳng có câu truyền lệnh nào nhưng với người lính chúng tôi chỉ biết im lặng và chờ đợi mệnh lệnh hai cái chân mỏi rã rời tôi ngồi xuống tranh thủ nghỉ ngơi trời càng rét lạnh kinh hồn cơn buồn ngủ ập tới níu kéo hai bờ mi đồng hương mình ngủ miếng nha nếu có đi đồng hương kêu mình tôi nói nhỏ vào tai đồng đội đi trước rồi tựa vào ba lô lim dim ngủ gật vừa sợ vừa lo tôi vớ được sợi dây rừng buộc vào cái ba lô của đồng đội tôi còn đầu kia tôi buộc vào cổ tay của tôi vậy là yên tâm tôi chìm vào giấc ngủ ngay nhưng lạnh quá tôi xoay bên này chờ bên kia được một chút tôi tình cờ duỗi cái chân chạm vào một đồng đội tôi cũng nằm cạnh chỗ trong cái lạnh mình cố sát vào nhau để tìm hơi ấm Sao tôi thì lạnh quá Không sao ngủ được Còn cái anh chàng nằm kế Sao ngủ ngon thế À thì ra anh có cái chăn đang đắp Chắc anh là sĩ quan Chứ lính lác tụi tôi Làm gì có chăn mà đắp Thôi kệ Mình đắp ké Chắc anh không nỡ la mình đâu Tôi nghĩ vậy rồi kéo chăn đắp chung Đang ngon giấc Thì cái tay của tôi Bị sợi dây kéo ngược tôi Giật mình ngồi dậy trời cũng mờ mờ ảo ảo, chưa nhìn rõ mặt người. Tôi thấy có một anh lính bước đến chỗ tôi, cúi xuống lấy cái chăn đắp lại cho người đó, một cách rất thận trọng, như sợ người thức giấc. Tôi đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, trong sự tò mò muốn biết người đó là ai. Anh lính đó hình như biết được suy nghĩ câu hỏi của tôi, liền nói, đây là đồng chí trinh sát sư đoàn mình đấy, vừa hy sinh chiều hôm qua. Trời ơi, giờ tôi mới thấy còn ba cái xác nữa đang nằm xếp thẳng hàng với nhau vậy mà tối qua cả gan kéo chăn đắp chung tụi mình bên bộ phận vận tải khiêng tử sĩ về tuyến sau đến đây trời tối đành nằm lại người lính nói như giải thích với tụi tôi tôi hoang mang lo sợ nhưng cũng lỡ rồi biết làm sao tôi thầm cấn vái đồng đội ơi mình không biết hãy tha thứ cho mình đã mạo phạm kéo chăn hãy phù hộ cho mình nhé tôi vội bước đi theo đường hành quân vẫn còn ở phía trước đội hình của đơn vị trầm chậm im lìm từng bước chúng tôi chỉ nói chuyện nhau bằng hơi gió khẽ bằng tín hiệu bàn tay và ánh mắt hay những cái lắc đầu đói quá tôi vội lấy phong lương khô ăn từng miếng nhỏ không dám nhai mạnh rồi chúng tôi bắt đầu đào hố chiến đấu cá nhân cuộc chiến sắp bắt đầu giờ g đang chờ đợi từng phút từng giây hồi hộp từng muỗng đất vội vàng đào bới nhưng tuyệt đối không cho phát ra tiếng động trời ơi đá tôi đào xuống khoảng bằng găng tay là gặp đá lớn phải rời phải đổi vị trí khác đến cái thứ ba tôi mới hoàn thành một cái hố chiến đấu cho mình vừa mệt vừa đói có bi đông nước cũng không dám uống chỉ dám nhấp môi thôi Tôi đánh dấu cho hướng chiến đấu của mình trên nền đất. Bên trái tôi là thằng Bình, người Phú Yên, mang khẩu B40. Còn bên phải là thằng Đức, người Quảng Ngãi, vác cây RBD. Tôi suy nghĩ miên man, lo lắng ở trong lòng. Không biết sẽ ra sao. Tôi lâm dâm khấn vái. Ông bà các cô, các bác phù hộ cho con. Con chỉ là người lính. Con không muốn bắn giết ai. Nhưng vì nghĩa vụ, con phải làm tròn trách nhiệm của mình. Màn đêm buông xuống nhanh, tôi nhảy xuống hố cá nhân của mình, lấy tấm đắp quấn quanh người, lấy khẩu súng để ngay ngắn trước mặt. Mấy ngày qua hành quân, treo núi dã rời, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình tỉnh dậy, thấy xung quanh lặng lẽ như tờ. Tôi kêu khẽ, "Bình ơi." Không tiếng trả lời. "Đức ơi." Cũng lặng thinh. Tôi thấy bắt đầu lo sợ tò mò đến hố cá nhân của thằng Bình. Chẳng thấy gì hết, ngoài cái hố trống không. Tôi quay lại chỗ thằng Đức thì cũng vậy. Đưa hai tay, tôi ôm xuống nền đất chỗ nó. Tôi thấy còn hơi ấm. Có lẽ đơn vị đã di chuyển trong đêm mà tôi ngủ mê không hay biết. Nước mắt tôi chảy xuống. Tôi thầm trách đồng đội đã bỏ rơi mình giữa núi rừng. Giờ phải làm sao đây? Bằng bản năng tự nhiên, và qua những bài học trinh sát của ngày nào tôi cố gắng lấy hết sức bình tĩnh hít thở thật sâu tôi nhớ hướng hành quân của đơn vị lúc mới đến tôi bắt đầu chạy trong đêm tối của rừng già bao la vấp té ngã rồi đứng lên mọi sức lực dồn vào đôi chân ánh mắt cứ nhìn thấy vạch sáng sáng màu xanh miner của lá ủ trong rừng khi có vật hay người vừa đi qua là nó phát ra cái màu xanh ấy chỗ nào màu xanh càng nhiều là tôi theo lối đó. Tôi đi như chạy, bao lần té ngã, toát cả da thịt, mặc cho máu chảy, quên luôn cả cái lạnh thấu xương. Trời gần sáng, những vệt màu xanh cũng gần như mất hết, thì tôi vừa đổi kịp theo đội hình. Vừa mừng, vừa giận, vừa trách móc, nước mắt tôi tuôn rơi, nghẹn ngào thổn thức. Tôi gặp lại đồng đội của tôi, trách móc thì cả đơn vị tôi ai cũng nói là tôi được điều động về trinh sát tiểu đoàn nên cứ tưởng tôi đã về tiểu đoàn rồi nên chẳng ai để ý biết tôi bị bỏ rơi. Vừa giận trong lòng nên tôi vội vàng đi ngay tìm về phân đội trinh sát của tiểu đoàn. Ngày đầu tiên về trinh sát, lúc đó khoảng tầm 4 giờ sáng khi trời chưa sáng rõ. Đội hình trinh sát của tiểu đoàn có 8 người, tôi về nữa là 9. Sau sự phân công của anh Trang, B trưởng tôi đi trước cùng năm đồng đội nữa. Vừa bước ra từ mõm rừng xanh của đỉnh đồi 743, nhìn ra một bãi chảng đá mênh mông nhấp nhô. Trong làn sương mai còn bao phủ những tảng đá to bự, ẩn hiện. Chúng tôi cứ nghĩ là nhà của bọn Pốt. Tổ trinh sát của bọn tôi bắt đầu bám nắm, lom khom, bò trườn, lê lếch, đu kiểu. Trời vừa sáng tỏ, chúng tôi phát hiện ngay một tốp lính Pốt nam có, nữ có, chúng đứng ngồi lố nhố gần bìa rừng bên tay phải theo hướng hành quân của đơn vị. Tôi đếm có tất cả 22 đứa mà có cả súng DK75 nữa. Tim đập thình thịch, tôi bò ra nằm hàng ngang với sáu tay súng, lính trinh sát. Thằng Tư ruồi nằm bìa cùng bên trái đến tôi, rồi anh mang thằng Tưởng, thằng Cường và thằng Nga. Cả sáu thằng tôi háo hức trong tư thế chiến đấu. Giữa tụi tôi và chúng nó chưa đầy 30 mét. Tôi dê đầu ruồi khẩu AK vào từng đứa nhưng chưa dám nổ súng. Tất cả nằm im không được nổ súng. Mệnh lệnh phát ra và truyền đến chúng tôi. Bọn tôi chỉ biết nằm im chờ đợi. Trên bãi trảng đá nhấp nhô, chúng tôi nằm dí xuống bên những mép đá, theo dõi từng hành động của bọn chúng. Trời ơi, hồi hộp quá! Nòng súng tôi đã sẵn sàng Khóa súng cũng đã mở để chờ lệnh Nếu được nổ súng Thì ít nhất cũng năm bảy thằng lìa mạng với tôi 5 phút trôi qua rồi Mà chẳng có lệnh Trinh sát nằm im Tiếp tục giám sát không được nổ súng Mệnh lệnh của cấp trên chuyển xuống Trời ơi tức quá Nhưng phải chấp hành thôi Mấy thằng post vẫn đi lại Ngồi xuống rồi đứng lên Tụm lại nói chuyện gì đó với nhau Rồi chỉ trỏ Ôi chúng còn ăn mía nữa Không biết mía ở đâu mà tụi nó đứng ăn Thời gian chậm chạp trôi Qua đến hơn 10 phút đồng hồ Vẫn chưa thấy bên mình hành động Không biết ông chỉ huy mình Định tổ chức đánh như thế nào đây Bỗng nghe cái rẻng thật rõ to Một đồng đội bộ binh Bên dưới đang triển khai đội hình Té ngã Cái sẻng va vào đá Tụi bồn bốt phát hiện Thằng đứng trên tảng đá, quất liền một trái B40. Âm! Um. Trái đạn bay vút qua đầu bọn tôi, nghe xoẹt một cái. Rồi mấy thằng còn lại cũng bắn liên tiếp, mấy trái nữa rồi bỏ chạy. Lộ rồi, sáu thằng tôi quỳ lên nã đạn. Tụi bốt chạy toán loạn về hướng cụm rừng xanh bên phải. Chưa nổ súng thì tôi còn ngắm từng thằng. Nhưng sau khi nổ súng thì tôi chẳng còn ngắm nữa. Cứ hướng mũi súng theo hai thằng Pol Pot đang dìu nhau chạy mà xiết cò tôi bắn chừng gần một băng đạn mà không trúng được thằng nào chúng vẫn cứ chạy bỗng một tiếng nổ chát chúa inh tai nhức óc ngay trong đội hình sáu thằng chúng tôi trước mặt thằng cường sau tiếng nổ kinh hoàng ấy sáu tay súng tắt lịm tôi kịp nhìn thằng cường há cái miệng ngáp thật to như muốn kêu lên máu trào ra từ cổ rồi ngã nhào về phía trước tôi sợ quá quăng cây súng chui luôn vào kẽ đá. Quả thứ hai cách đó vài mét, rồi đến quả thứ ba. Hai cái lỗ tai u đặc, vo vo như bầy ong. Ngừng bắn, ngừng bắn ngay. Tiếng của đồng chí đạo, dê phó vang lên. Trời ơi, vào cối 82 của đơn vị, bắn phủ đầu trinh sát rồi. Tôi nhớ như in, ông Khánh là người chỉ huy cho cối bắn. Vì ông xác định sai khoảng cách giữa ta và địch. Giữa 600 mét và 400 mét tiếng súng cũng đã yên lặng mấy thằng pot giờ nó chạy cũng tám cây số mà chẳng thấy xác thằng nào nằm lại chỉ thấy máu me vương vãi trên bờ đá theo hướng chúng chạy chỉ còn đây xác của thằng cường không còn nguyên vẹn bởi những trái pháo tiếp theo và thằng nga thăng tưởng trở thành thương binh dã tử vũ khí từ đây vừa giận vừa buồn vừa hoang mang nếu mấy ông cho tổ tinh sát tụi tôi nổ súng thì điều đáng tiếc chắc sẽ không xảy ra. Mà bọn Pốt cũng không còn cơ hội để chạy. Sau khi đơn vị tiến lên, làm chủ các ngọn đồi chỉ toàn là đá này, với mấy bó mía tụi địch bỏ lại, cùng mấy chục quả đạn DK chỉ còn ba đứa, tôi, thằng Tư, thằng Anh, cầm cái địa bàn mà chân tôi không bước nổi, mặt hoa lên, không thể cắt phương vị. Tôi đưa cái địa bàn cho thằng Anh, nó cũng đi vài bước rồi cũng không đi được. Thằng Tư thì tội nghiệp, nó ốm yếu, run lẩy bẩy. Cả đội hình không nhích được qua khỏi ngọn đồi để tiến xuống một cái phum làng của bọn Pol Pot nằm dọc theo một con suối. Cũng may quá, lúc này E142 từ hướng khác cũng tiến lên ngọn đồi này hòa chung với đơn vị chúng tôi và vạch đường tiến xuống giải phóng cái bản đầu tiên ở vùng biên giới này. Đơn vị tôi theo sau E142, cuối cùng cũng xuống được. Trời lúc này cũng đã ngạ hoàng hôn. Trong bản làng, chúng tôi vừa giải phóng, chẳng có bóng dáng của người dân. Tất cả họ đã chạy theo pồn Pot hết. Họ bỏ lại tất cả nhà cửa, ruộng vườn, lợn gà, vịt như còn nguyên vẹn. Đây là cái phum làng của bọn Pot. Thì tất cả là chiến lợi phẩm. Mấy ngày trong rừng ăn lương khô, gạo sấy, thèm một bữa tươi có gạo, có thịt. Bộ đội ta tự thường cho mình những gì mình thích. Đồng đội tôi đứa thì lùng sục nhà này, đứa lùng sục nhà kia, đứa thì bắn heo, đứa bắn gà. Lúc này anh Trang bê trưởng cùng hai đồng đội nữa đã đi tăng cường với xe nào rồi tôi không biết. Chỉ còn tôi với thằng anh, thằng Tư, bà đứa. Mặc cho ai làm gì thì làm. Thằng anh treo võng, ngủ trong một ngôi nhà sàn sạch sẽ như là ông chủ. Tôi với thằng Tư, hai đứa làm thịt mấy con gà. Cái để ăn, cái kho mặn để dành bữa sau. Thằng Tư lúc hành quân thì đi không nổi, nhưng mấy cái khoản nội trợ thì phải giỏi. Hai tay thoăn thoắt, tôi chỉ đứng đó cho nó sai vặt. Mày đi kiếm mấy củ hành, củ tỏi, có nghệ không? Mày coi có mình chính không? Công nhận sướng thật, lính nhà ta tha hồ ăn. Ăn kiểu nhà giàu phung phí, thịt con heo chỉ lấy mấy cái đùi, bộ lòng chỉ lấy gan tim, còn gà vịt thì bỏ đầu bỏ cẳng. Một đêm nằm nghỉ lại đây để ăn, để bù lại những ngày đói rét, tôi cũng kiếm được chiến lợi phẩm cho riêng mình. Đó là một cái màn US, mới cứng, tuy mang hơi nặng nhưng ấm lắm, khỏi lo trời lạnh. Một đêm yên tĩnh trôi qua, thật ấm áp với giấc ngủ thật ngon nơi căn nhà sàn của bọn địch. Mặt trời đã lên cao. Lúc này chúng tôi đã được lệnh hành quân, chuẩn bị đưa đội hình vượt lên trục đường vận tải hậu cứ. Ba thằng tôi trụm đầu lên tấm bản đồ, phân tích đường hành quân. Đến đây chúng tôi không còn lo sợ gì nữa, vì thứ nhất đây là hậu cứ. Phung làng của bọn Pol Pot thì chắc chắn sẽ không có mìn. Vì mình bất ngờ tấn công đến tận xào huyệt, bọn nó chỉ biết bỏ chạy lấy người. Thứ hai, là đường hành quân và điểm đến Dễ dàng hơn Bởi một con đường vắt từ xào huyệt Cứ điểm tụi sư 801 của chúng Về Ban Ba Dum Của Thái Lan Và đường xuyên lên cứ điểm Ba Biên Dưới chân đồi 555 Và một đường cắt về đồi 743 Rồi đến cứ điểm Núi Cụt của bọn CDK Hành quân Ta lại tiếp tục Đường chiến dịch Vẫn còn dài phía trước Mùa xuân cũng sắp về, chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc. Những cây mai rừng nở hoa như đón chào những người lính chúng tôi, rạng rỡ nụ cười chiến thắng. Mùa xuân đầu tiên của cuộc đời lính. Đơn vị tôi chiếm giữ cả một vùng rộng lớn dọc theo tuyến đường hậu cứ của bọn Pốt. Nơi đây tụi Pốt bỏ chạy, để lại những nhà kho vũ khí ven đường nhiều lắm. Nào là kho đạn, kho súng, kho quân trang, thực phẩm, kho gạo, nhưng nhiều nhất là các kho chứa đạn B-40, B-41. Tôi tò mò vào quan sát từng nhà kho. Chúng chặt cây rừng, lập thành một cái sàn chừng 20 mét vuông, chất đầy hàng hóa, rồi lấy bạc đậy lại. Khoảng cách chừng 30 mét là một hoặc hai kho như vậy, kéo dài ven đường gần 4 năm cây số. Trên đường đất, mở tạm trong rừng, chúng vứt lại cả mấy xe ô tô. Ngày đó tôi lại tăng cường phối thuộc cho C5. Đơn vị cứ chốt đoạn đường này, được một hôm lại di chuyển tiếp đoạn đường phía trước. Mỗi một đoạn đường là một kỷ niệm khó phai. Màn đêm buông xuống, từng đằng mối rừng đen kịt, nó to bằng cả cái đầu đũa ăn cơm, hai cái răng cua cua bò khắp mặt đất. Cả bầy nghe rạo rạo, nó lì lợm, không sợ bất cứ điều gì. Tôi vô tình thò cái chân xuống đất, là nó đớp một phát hai cái càng ngoéo vào ghim vào da và thịt đến phọt máu sáng ngủ dậy đàn mối cũng trốn đâu mất tiêu nhưng đôi giày của tôi chỉ còn hai chiếc đế cao su cái mền us chiến lợi phẩm mà tôi gắng mang theo giờ cũng còn hơn một nửa tôi nửa khóc nửa cười không biết phải làm sao tôi cầm hai chiếc đế đi chân địa đến ban chỉ huy đại đội định để trình bày mình bị mất đôi giày vì bị tụi mối của bọn Pol Pot sơi trong đêm. Vừa tới nơi, thấy tôi mấy anh trong đơn vị cũng cười như mếu, tưởng mình tôi bị vậy. Té ra anh nào cũng bị sơi, không nhiều thì ít. Anh ngon đại đội phó thấy vậy, đành nhường cho tôi đôi giày của anh. Còn anh có đem theo đôi dép dọ nữa. Tao ưu tiên cho thằng Thành Con, vì nó là trinh sát. Còn mấy thằng mày lấy quai cao su luồn vô làm dép mang tạo. Anh ngon quyết định như vậy, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Hôm nay là ngày mùng một Tết, khoảng trời thật yên bình, thơ mộng giữa núi rừng Ba Biên, những tiếng súng đã lặng im, nhường chỗ cho những làn gió mùa xuân xe lạnh. Tôi mắc võng nằm cùng chỗ ban chỉ huy nghe nhạc mùa xuân qua cái máy thông tin 15 w Phần quà Tết được các đơn vị vận tải chuyển đến cho mỗi người chúng tôi được ba chiếc kẹo, một gói thuốc lá hoa mai, một cái khăn mặt, một cái quần đùi kèm một lá thư của các em học sinh trung học ở quê nhà. Tôi không hề biết, nhưng cảm thấy thân quen, tình cảm đến lạ thường. Một đêm mùa xuân trôi qua trên cánh võng, sáng mùng 2 Tết, đơn vị lại hành quân trên trục đường tiến về đồi 555. Bỗng nghe tiếng pháo địch đề pa từ bên đất Thái, rồi tiếng giết giận người kèm theo những tiếng nổ kinh hoàng của đạn pháo mảnh đạn bay vèo vèo tôi nhảy vội xuống một con suối gật đó chui vào một cái hốc đá bên bờ suối làn pháo đã đi qua may quá cả đơn vị không ai bị gì chỉ đồng chí anh nuôi bị mất cái đít son quân dụng vì bị mảnh pháo cắt ngang hôm nay đơn vị lại dừng quân tại một phum nữa phum này cũng của tụi Pốt rộng lớn nằm trong thung lũng của vùng ba biên trước ngọn đồi năm năm năm. Tôi lúc này cũng tranh thủ đi tìm món gì cải thiện bữa ăn, rồi xách súng men theo bìa rừng đến một con suối. Ở đây toàn là những tảng đá to chồng chất lên nhau. Định bụng sẽ kiếm ít cải tàu bay hay nấm mèo, bất chợt tôi nghe có tiếng khóc oe oe của trẻ con lúc gần lúc xa. Tôi định thần, tựa lưng vào vách đá lắng nghe. Tiếng khóc rõ hơn, tôi nhẹ nhàng tiến đến. Từng động tác lanh lẹ, bám nắm, tôi phát hiện một cái hang đá. Tiếng khóc của trẻ con cũng vang từ đó ra, và nghe cả tiếng người mẹ vỗ về. Tôi mở khóa súng, nấp vào một bên hồ lớn. Lớt đây lên! Ốt khom, panh ngóp! Đưa mũi súng lên trời, tôi bóp cò. Tiếng súng vang lên giữa núi rừng, nghe chát chúa, xóa tan sự im lặng lạnh lùng. Từ trong hốc đá, một người phụ nữ bước ra, tay bế một đứa con quấn trong một chiếc khăn, con đỏ hòn. Khi mặt trời chiếu vào mặt, vai mang một cái túi vải màu đen, ngơ ngác nhìn. Tôi ra hiệu cho cô ta tiến về phía trước. Mới nghe tôi hô, tưởng tôi biết dành tiếng khơ me lắm, nhưng không phải tôi biết, mà tôi chỉ biết mấy từ như vậy thôi. Vì lúc đi học nghiệp vụ trinh sát đánh mắt tù binh, nên mới biết được mấy từ này. Quan sát thật kỹ tôi mới dám tiến lại, ra hiệu hỏi cô có ai đi cùng không. Và còn ai ở trong hang không? Cô ấy lắc đầu và giơ một ngón tay rồi chỉ vào người. Tôi hiểu là cô nói chỉ có một mình thôi. Tôi tạm yên tâm. Tôi ra hiệu bảo cô ấy đi ra xa. Tôi rút chốt quả liều đạn tung vào cái hang. Lúc này mặt trời đã lên cao hơn. Những tia nắng sớm như dọi thẳng vào người. Nghe nóng rát. Tôi chỉ đường cho cô gái ấy bước đi ra hướng đường lớn. Tôi theo sau chừng 2 mét mà không ngừng cảnh giác. Trong đầu suy nghĩ lung tung nhưng tiếng khóc của đứa bé làm tôi mủn lòng. Những bước đi yếu ớt của người phụ nữ kia cũng làm lòng tôi rung động. Ra đến đường lớn, đây là con đường chính của tụi Pốt xuyên qua suốt cả vùng ba biên này. Nhưng giờ đây, bộ đội ta đã hoàn toàn làm chủ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình không nên căng thẳng quá và cái tình của con người không ngăn được giữa địch và ta tôi đến mang sách giúp cô ta được một đoạn cô gái ấy gần như không đi nổi tôi lại ôm con giúp cô ấy luôn giờ tôi lại đi trước cô lại theo sau trời ơi sao mà giống như hai vợ chồng vậy chứ có phải tù binh đâu tôi trông cho mau tới đơn vị sao đoạn đường xa quá Lúc này bỗng có tiếng xe của các cán bộ sư đoàn đi thực địa chạy đến. Tôi ra hiệu dừng xe và bàn giao cái của nợ bất đắc dĩ này. Chiếc xe lao đi trong bụi mù. Tôi đứng nhìn và thầm mong cho hai mẹ con họ được bình yên. Rồi tôi quay về đơn vị. Thấm thoát, vậy mà hôm nay đã là mùng 6 âm lịch. Tôi được đi địa hình với các cấp chỉ huy vượt đồi yên ngựa 612 do thám trận địa địch trên đất Thái Lan. Đoạn đường rừng âm u xuyên dưới những cánh rừng già ngút ngàn, vượt qua từng mọc đá, bình độ cứ cao dần, cao dần, rồi các cảnh tượng hãi hùng lần đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy từng xác chết trương phình, bốc mùi hôi thối, không thể tưởng tượng được nổi. Một xác, hai xác, ba, bốn, đến cả hàng trăm cái xác chết ngột ngang trong mọi tư thế. Người già, trẻ em, con gái con trai đều có cả. Giò đựng vương vãi theo lối đi lên, còn quần áo rách nát đầy máu khô sậm màu. Chúng tôi đi mà không dám nhìn đến tưởng tận. Mùi hôi thối đến ngạt thở cả một góc trời. Bất chợt có một bà già vẫn còn sống, ngồi co ro bên những cái xác. Thấy chúng tôi bà không hề sợ hãi, bà như đang sẵn sàng chờ đợi cái chết. Trong đoàn cũng có anh biết tiếng hỏi muốn đưa bà về nhưng bà quyết không chịu bà muốn chết tại đây cùng con bà rồi bà chỉ tay về cái xác chết gần đó thuyết phục bà không được chúng tôi đành để lại cho bà cục cơm vắt bánh lương khô và một bi đông nước chúng tôi tiếp tục hành trình làm nhiệm vụ chiều muộn khi quay về chúng tôi đã thấy xác bà già lúc sáng cũng đã chết khi miệng vẫn còn ngậm cục cơm Chúng tôi vừa đi vừa chạy cho kịp lúc màn đêm buông xuống giữa khu rừng đầy ám khí này. Ôi chiến tranh, mất mát và đau thương. Nào ai muốn? Nhưng làm sao tránh khỏi sự tàn nhẫn mà chính nó đã đem lại sự tàn khốc của cuộc đời. Hồ ước lính xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký và chia sẻ để đồng hành cùng hội ước lính xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo